Tiếp theo chương trình là tiết mục Sona Xuân Thu Phục Kiệt đến từ công đoàn giáo viên thành phố với các khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phần thi đến từ giáo viên trường học nghề.